Cuộc chiến tranh Việt Nam, giai đoạn những năm 1960, Đế quốc Mỹ đưa quân trực tiếp vào tham chiến tại miền Nam Việt Nam. Tiến hành chiến lược chiến tranh hạn chế dưới hình thức một cuộc chiến tranh đặc biệt để chống lại phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân ta, Mỹ tin tưởng sẽ giành được thắng lợi không mấy khó khăn. Theo tính toán của Nhà trắng và lầu năm góc thì với chiến lược này, Mỹ có thể tạo ra ưu thế trong cuộc chiến tranh và chủ động lựa chọn các cuộc tiến công quy mô lớn vừa và nhỏ trong mọi thời gian, không gian và thời tiết mà đối phương không thể biết trước để đối phó. Xong, từ sau trận ấp Bắc năm 1963 đến các trận Bình Giã, An Lão, Đèo Nhông năm 1964, thì nỗi thất vọng của các quan chức Nhà Trắng và Lầu Năm Góc Mỹ càng tăng, vì đây là bằng chứng báo hiệu nguy cơ sắp sụp đổ của chính quyền tay sai Mỹ ở Sài Gòn và khả năng giành và củng cố quyền lực của lực lượng cách mạng miền Nam đã rõ ràng. Bởi vậy, trong chính quyền Washington rộ lên những lời cảnh báo mới về sự thất bại của Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. John Cone, giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ cho rằng, chúng ta sẽ bị xa lầy trong cuộc chiến đấu ở rừng rậm, với một cố gắng quân sự mà ta không thể giành thắng lợi được và cũng rất khó lòng rút ra được. Các quan chức trong chính quyền Mỹ đều thống nhất đánh giá tình hình Nam Việt Nam đang xấu đi, chính phủ Sài Gòn rơi vào tình trạng hỗn loạn, phần lãnh thổ giữ quyền kiểm soát của Việt Nam Cộng Hòa ngày càng bị thu hẹp đế quốc Mỹ cho rằng nếu mặt trận dân tộc giải phóng chiếm Nam Việt Nam, thì không những chỉ phá hoại khối Seattle mà còn sẽ phá hoại lòng tin và những cam kết của Mỹ ở những nơi khác. Nguyên nhân thất bại này được các quan chức chủ chốt ở Nhà Trắng và Lầu Năm Góc kết luận là do Cộng sản miền Bắc xúi dục, chỉ huy. Bởi vậy, Mỹ phải cam kết thực hiện mục tiêu ngăn ngừa chủ nghĩa Cộng sản bằng cách ném bom miền Bắc Việt Nam, kết hợp với đưa dần một bộ phận quân chiến đấu Mỹ vào miền Nam. Quá trình tính toán các phương án leo thang chiến tranh, trong hai viện của quốc hội mỹ có một số ý kiến do dự hoặc không tán thành họ gợi ý chính quyền nên tìm giải pháp ngoại giao thương lượng nhưng những tiếng nói lừng chừng hoặc không đồng tình này bị rơi vào im lặng những nhân vật diều hâu chủ chốt trong chính quyền johnson cho rằng việc ném bom miền bắc việt nam trong chừng mực nào đó sẽ làm cho việt cộng bớt hoạt động thì dù chính quyền của khánh ít có hiệu lực cũng có thể đối phó được với tình hình nam việt nam đang xuống dốc ý kiến này phù hợp với quan điểm của tổng thống mỹ đương nhiệm nên nó càng được khuếch trương mạnh mẽ trong hai viện của Quốc hội Mỹ. Lúc này, đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, tay lờ điện về Washington báo cáo tình hình Nam Việt Nam rất nguy ngập và gợi ý một cuộc ném bom có phối hợp cẩn thận chống miền Bắc Việt Nam được Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tán đồng, càng làm cho phe hiếu chiến ở Mỹ thắng thế. Mặc đầu Tơn Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách các vấn đề an ninh được giao nhiệm vụ vạch kế hoạch cụ thể khiêu khích miền Bắc nhằm tạo lý do tốt cho chúng ta leo thang nếu chúng ta muốn. Thực hiện âm mưu khiêu khích này, Mùa đông 1964 và mùa xuân 1965, Tổng thống Mỹ Johnson ra lệnh đẩy mạnh hoạt động không quân ở Lào, tiến hành trinh sát, ném bom các mục tiêu nghi có quân đội Việt Nam và Pathet Lào đóng quân, đồng thời lôi kéo con le và phái hữu Lào phá hoại làm tan vỡ chính phủ liên hiệp ba phái ở Lào. Đạo diễn cho Nô Sa văn yêu cầu các nước trong khối CIA tô can thiệp ở Việt Nam, Mỹ mở cuộc tiến công mang mật danh 34A và các cuộc tuần tra DeSoto ở vịnh bắc bộ coi đó là áp lực quân sự không công khai chống Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong 6 tháng trước khi xảy ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ, không quân và hải quân Mỹ tiến hành các hoạt động trinh sát và khiêu khích miền Bắc Việt Nam, đồng thời Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ soạn thảo trước kế hoạch mở rộng chiến tranh để tranh thủ Quốc hội ra nghị quyết trao quyền cho Tổng thống sử dụng lực lượng vũ trang Mỹ đối phó với cuộc khủng hoảng ở Việt Nam, mà chính quyền Johnson coi là tương đương với một lời tuyên chuyến. Xong, qua 4 tháng ném bom bí mật miền Bắc, Kể từ ngày mùng 5 tháng 8 năm 1964, Mỹ không đe dọa được nhân dân ta, không ngăn chặn được sự chi viện của hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam. Những cuộc tiến công của lực lượng vũ trang giải phóng vào các căn cứ Mỹ và quân đội Sài Gòn quy mô ngày càng lớn, khiến cho chính quyền Sài Gòn lâm vào cảnh hỗn độn có nguy cơ sụp đổ nhanh. Để cứu chính quyền Sài Gòn, thực hiện âm mưu giữ Nam Việt Nam trong quỹ đạo của Mỹ, biến nơi này thành tiền đồn chống cộng ở Đông Nam châu Á. Tổng thống Johnson chỉ thị cho nhóm nghiên cứu liên Bộ Quốc phòng và Ngoại giao do William Bundy, Thứ trưởng Ngoại giao điều khiển thảo luận vạch phương pháp lựa chọn cho chính sách của Mỹ ở Việt Nam. Nhóm này nêu ba phương thức lựa chọn. Phương thức lựa chọn A: tiến hành oanh tạc trả đũa Bắc Việt Nam, tăng cường các cuộc tiến công ở ven biển theo kế hoạch 34A, tiếp tục cho khu trục hạm tuần tra ở vịnh Bắc Bộ. Đẩy mạnh quanh tạc các mục tiêu thâm nhập ở Lào bằng máy bay T-28 và tìm cách thi hành các cải cách ở Nam Việt Nam. Phương thức lựa chọn B. Ném bom Bắc Việt Nam với nhịp độ nhanh chóng và dữ dội, kể cả việc quanh tạc sân bay Phúc Yên gần Hà Nội và các cầu quan trọng dọc theo đường ô tô và đường sắt nối liền với Trung Quốc cho đến khi những yêu sách của Mỹ được đáp ứng đầy đủ. Phương thức lựa chọn C. Phương thức bóp nghẹt dần dần, đánh các mục tiêu thâm nhập trước hết ở Lào rồi ở Bắc Việt Nam tiếp đó đến các mục tiêu khác ở Bắc Việt Nam. Phương thức này gồm cả khả năng Mỹ triển khai quân bộ ở phía Bắc Nam Việt Nam, coi như một con bài để mặc cả. Ngày 24 tháng 11 năm 1964, Ủy ban chọn lọc của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ họp thảo luận về những phương thức lựa chọn để chính thức trình lên hội đồng. Bồn lờ, Thứ trưởng Ngoại giao tỏ ý không tin tưởng các cuộc ném bom, và cho rằng Việt Cộng chiến thắng ở miền Nam có thể ảnh hưởng đến sự sụp đổ đối với phần đất còn lại ở châu Á theo thuyết Domino. Boller gợi ý một chiến lược ngoại giao thông qua nước Anh, rồi nước Anh sẽ hợp tác với Liên Xô để dàn xếp vấn đề Việt Nam, qua một cuộc hội nghị quốc tế để vạch ra một giải pháp chính trị thỏa hiệp cho Nam Việt Nam. Nhưng liền sau đó Boller lại tán thành phương thức lựa chọn A. Còn Nâu Tơn, Bân Đi thì cho rằng nếu ném bom Bắc Việt Nam mà không cứu vãn được Nam Việt Nam, Mỹ có thể có uy tín quốc tế chỉ vì cố gắng làm. Tướng Vekler, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân phân tích phương thức lựa chọn B, ném bom nhanh chóng và dữ dội ít gây ra nguy cơ của một cuộc xung đột lớn trước khi Mỹ đạt được thắng lợi hơn là ném bom dần dần theo phương thức lựa chọn C. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân không tán thành ném bom dần dần có tính toán, mà phải đánh mạnh vào khả năng của Bắc Việt Nam. Mỹ phải bày tỏ sẵn sàng dùng sức mạnh không hạn chế. Cơ quan tình báo Mỹ thì có xu hướng theo quan điểm bi quan, trong cuộc họp về tình báo thuộc nhóm công tác của bundy gồm đại diện cơ quan tình báo cia văn phòng tình báo và nghiên cứu thuộc bộ ngoại giao cục tình báo quốc phòng của lầu năm góc đều nhận thấy khó có khả năng tốt để phá vỡ ý chí của hà nội trong việc ném bom mặc dù có những ý kiến khác nhau về phương thức lựa chọn về mức độ biện pháp song những nhân vật chủ chốt trong chính quyền mỹ đều thống nhất quan điểm ném bom miền bắc việt nam sẽ là đòn bẩy làm cho chính quyền sài gòn ổn định nâng cao tinh thần cho quân đội việt nam cộng hòa tiếp tục cuộc chiến tranh tính toán các phương thức lựa chọn nhà trắng và lầu năm góc cũng tính đến khả năng can thiệp của liên xô trung quốc nhất là trung quốc khi mỹ ném bom lãnh thổ việt nam dân chủ cộng hòa chính quyền hoa kỳ hiểu rằng việc sử dụng bạo lực quân sự chống nhân dân việt nam là hành động rất mạo hiểm có thể xảy ra những hiểm họa mà các quan chức mỹ chưa lường định hết trong đó khả năng phản ứng của liên xô trung quốc là điều đáng sợ và lo ngại nhất của mỹ nhưng Cục Tình báo Trung ương Mỹ sau khi điều tra nghiên cứu tình hình Liên Xô, Trung Quốc, đã cho rằng chủ nghĩa xét lại hiện đại ở Liên Xô và cuộc đại cách mạng văn hóa vô sản ở Trung Quốc đang làm cho hai nước này gặp rất nhiều khó khăn. Theo dõi chính sách của Liên Xô đối với Việt Nam, Cục Tình báo Trung ương Mỹ cho rằng dưới thời khơ rút sốt, Liên Xô chỉ ủng hộ Việt Nam trên lĩnh vực tuyên truyền, còn viện trợ kinh tế, quân sự ít ỏi chưa đáp ứng được yêu cầu của Việt Nam. Khi Beijing Hep và Kosugin lên nắm quyền thì sự giúp đỡ về vật chất, vũ khí, kỹ thuật quân sự của Liên Xô cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và mặt trận dân tộc giải phóng được tăng lên. Tuy vậy, chính sách của những người lãnh đạo mới của Liên Xô trong một vài năm tới đối với Việt Nam vẫn có giới hạn. Còn Trung Quốc nước láng giềng gần gũi với Việt Nam, nhưng đang làm cuộc đại cách mạng văn hóa vô sản, cho nên Trung Quốc sẽ không phản ứng theo bất kỳ cách nào đối với chiến dịch ném bom trừ phi quân Mỹ hoặc Nam Việt Nam xâm lược miền Bắc Việt Nam hoặc miền Bắc Lào. Phản ứng của Trung Quốc đối với cuộc ném bom có hệ thống Bắc Việt Nam chắc sẽ có giới hạn. Kết luận của Cục Tình báo Trung ương Mỹ phần nào xua tan nỗi ám ảnh và e ngại của Tổng thống Johnson về sự can thiệp của Liên Xô, Trung Quốc. Do đó, tháng 12 năm 1964, Johnson tán thành thực hiện phương thức lựa chọn A trong 30 ngày, sau đó đến phương thức lựa chọn C. Với quyết định này của Johnson, cuộc chiến tranh Việt Nam chuyển sang một giai đoạn mới. Các hoạt động quân sự của Mỹ càng giáo giết, mức độ ác liệt của cuộc chiến tranh tăng lên đột ngột. Ngày mùng 8 tháng 2 năm 1965, Mỹ đưa tiểu đoàn tên lửa phòng không hốc vào Đà Nẵng. Ngày mùng 2 tháng 3 năm 1965, không quân Mỹ được lệnh thực hiện chiến dịch Sấm rền. Ngày 3 và ngày mùng 4 tháng 3 năm 1965, Mỹ dùng hàng trăm máy bay đánh phá cầu Hàm Rồng đò lèn và các căn cứ hải quân của ta trên miền Bắc. Ngày 8 tháng 3 năm 1965, hai tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ số 1 và 3 thuộc Lữ đoàn Hải quân Viễn Trinh số 9 đổ bộ vào Đà Nẵng. Mặc dù, đế quốc Mỹ cố sức giữ cho chiến lược chiến tranh đặc biệt khỏi bị thất bại, song qua hơn 6 tháng ném bom miền Bắc, Mỹ không ngăn chặn được luồng hàng và người chi viện cho miền Nam, các cuộc tiến công của quân giải phóng gia tăng. Từ trận Bình Giãn năm 1964 báo hiệu chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ có nguy cơ thất bại, đến trận Đồng Xoài, ba ra mùa hè 1965, chiến lược chiến tranh đặc biệt bị phá sản hoàn toàn. Ba chỗ dựa chủ yếu của chiến tranh đặc biệt là quân đội, chính quyền và ấp chiến lược mà Mỹ dày công xây dựng, nuôi dưỡng, trang bị vũ khí, làm cố vấn và chỉ huy trong suốt 4 năm với bao hy vọng đã đổ vỡ không có cách gì ngăn chặn được thất bại này của mỹ và sài gòn dẫn đến sự sa sút trầm trọng hơn về tinh thần ý chí trong quân đội việt nam cộng hòa và làm tăng sự mất ổn định về chính trị của nam việt nam đây là bằng chứng mỹ đang chơi một ván cờ thua ở việt nam nhưng mỹ quyết không bỏ cuộc vì cam kết với đồng minh vì sự tồn vong của chiến lược toàn cầu đế quốc mỹ quyết tâm dùng chiến lược chiến tranh cục bộ đưa quân Mỹ và quân các nước phụ thuộc Mỹ vào Nam Việt Nam trực tiếp tiến hành chiến tranh thay cho chiến lược chiến tranh đặc biệt vào quân đội tay sai bản xứ. Nếu không thay đổi chiến lược, chính sách, Hoa Kỳ phải từ bỏ xâm lược mà điều này Mỹ không bao giờ nghĩ đến. Muốn thay đổi được tình hình Nam Việt Nam, Đại sứ Mỹ Mark Sen Taylor kiến nghị chính quyền Washington phải làm ba việc. Thứ nhất, thành lập một chính phủ có thể chấp nhận được ở Nam Việt Nam. Thứ hai, cải cách việc tiến hành các chiến dịch chống nổi loạn. Thứ ba, thuyết phục hoặc buộc Việt Nam dân chủ cộng hòa phải chấm dứt viện trợ cho Việt Cộng và dùng quyền chỉ đạo của họ để buộc Việt Cộng phải từ bỏ những cố gắng nhằm lật đổ chính phủ Nam Việt Nam. Tổng thống Johnson và các quan chức chủ chốt Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, CIA đã tranh cãi gay gắt về các giải pháp của Maxwell Taylor và một số người khác đưa ra, cuối cùng họ đi đến thống nhất quan điểm là phải giữ vững chính quyền Sài Gòn để chứng minh cho nhân dân Mỹ cho đồng minh và cho kẻ thù về hình ảnh của một nước Mỹ siêu cường. Mục tiêu của Mỹ là phải đảo ngược chiều hướng xuống dốc này của Nam Việt Nam bằng cách sử dụng quân Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh ở miền Nam, đồng thời mở rộng việc ném bom liên tục miền Bắc Việt Nam cho đến khi Mỹ đạt được thắng lợi. Tập đoàn Johnson lên cầm quyền giữa lúc nền kinh tế Mỹ đang thịnh vượng, lạm phát thấp nhất, tình hình chính trị nội bộ tương đối ổn định, lại có nghị quyết Vịnh Bắc Bộ cho phép tổng thống toàn quyền hành động, nên dù có gặp khó khăn Johnson cũng không còn lý do để rẻ rạt. Bởi vậy, ngày mùng 1 tháng 4 năm 1965, Johnson quyết định đưa thêm một bộ phận quân chiến đấu Mỹ sang Việt Nam và tăng cường không quân, hải quân đánh phá miền Bắc mạnh mẽ, liên tục hơn, với mục đích làm cho cột xương sống của Hà Nội mềm đi để phải chịu những điều kiện thương lượng do Mỹ áp đặt và từ bỏ chi viện cho cách mạng miền Nam. Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cụ thể hóa quyết định của Johnson thành 11 biện pháp thực hiện trong bị vong lục số 328N -SAM ngày mùng 6 tháng 4 năm 1965, trong đó có 4 biện pháp chủ yếu và quan trọng. 1. Tổng thống chuẩn y tăng thêm 18.000 đến 20.000 quân trong các lực lượng hỗ trợ của Mỹ để bổ sung cho các đơn vị hiện có và cung cấp số nhân viên hậu cần cần thiết. 2. Tổng thống chuẩn y cho triển khai thêm 2 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ một phi đoàn của lính thủy đánh bộ và những bộ phận kết hợp về chỉ huy và hỗ trợ. 3. Tổng thống chuẩn y một sự thay đổi nhiệm vụ của tất cả những đơn vị lính thủy đánh bộ được triển khai hướng vào Việt Nam để có thể sử dụng những đơn vị này một cách tích cực hơn theo những điều kiện sẽ được quy định và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thông qua sau khi tham khảo ý kiến của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 4. Tổng thống tán thành việc thăm dò khả năng triển khai quân sang Nam Việt Nam của chính phủ Nam Triều Tiên, Úc, Tân Tây Lan. Song song với việc triển khai thêm lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đã được phê chuẩn trong đoạn 6, điểm 2. Quyết định này đánh dấu sự thay đổi về chiến lược của Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam từ chỗ cố vấn, hậu thuẫn đến tham chiến trực tiếp. Nó bắt đầu mỹ hóa cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, để giữ bí mật cho hành động mới của Mỹ, tổng thống Johnson đã ra nghiêm lệnh viết tay cho các thành viên trong hội đồng an ninh quốc gia là trong hành động phải khẩn trương làm càng sớm càng tốt, nhưng không được phổ biến quyết định này quá sớm phải làm cho nhân dân Mỹ và thế giới không thấy có vẻ gì là chính phủ Mỹ thay đổi chính sách đối với cuộc chiến tranh Việt Nam. Những việc làm của Mỹ phải được quan niệm hoàn toàn không mâu thuẫn gì với chính sách hiện nay, chính sách thực dân mới. Thực hiện những quyết định trong bị vong lục 328 NSAM, ngày mùng 10 tháng 4 năm 1965, tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ 2 trên 3, tiểu đoàn 2, trung đoàn lính thủy đánh bộ số 3, đổ bộ vào Đà Nẵng. Hai đại đội của tiểu đoàn này được máy bay lên thẳng chuyển đến Phú Bài, ngày 14 tháng 4, các tốp máy bay đầu tiên của phi đội máy bay Hải quân 551 hạ cánh xuống Đà Nẵng và tiểu đoàn lính thủy đánh bộ 3 trên 4, tiểu đoàn 3, trung đoàn lính thủy đánh bộ số 4, tới Phú Bài để thay thế cho các đại đội của tiểu đoàn 2 trên 3. Từ ngày 3 đến ngày mùng 5 tháng 5, lữ đoàn 9 được tăng thêm 3 tiểu đoàn đổ bộ lên Chu Lai. Tính đến thời điểm này, quân chiến đấu Mỹ có mặt ở miền Nam Việt Nam 7 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ, một trung đoàn pháo mặt đất, một phi đội máy bay chiến đấu F-4 con ma, đặt dưới quyền chỉ huy của thiếu tướng Paul Fontana và đến ngày mùng 5 tháng 6 thì trung tướng Keller cất xe ông thay thế. Nhiệm vụ lính thủy đánh bộ từ phòng giữ căn cứ được thay đổi sang yểm trợ tác chiến và tiến công. Trước tình hình leo thang chiến tranh cực kỳ nguy hiểm này của đế quốc Mỹ, hội nghị cấp cao 17 nước không liên kết họp ở Ben Gazzard, từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 3 năm 1965 đã ra tuyên bố lên án Mỹ và đề nghị các nước trên thế giới lên án sự can thiệp của nước ngoài dưới mọi hình thức, kêu gọi thương lượng không điều kiện tiên quyết để giải quyết vấn đề Việt Nam. Để tỏ rõ thiện trí của mình, ngày 22 tháng 3 năm 1965, Mặt trận Dân tộc Giải phóng tuyên bố lập trường 5 điểm, và ngày mùng 8 tháng 4, Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nêu ra lập trường 4 điểm để giải quyết vấn đề Việt Nam. Tinh thần cơ bản của các tuyên bố đó là Mỹ xâm lược miền Nam Việt Nam, thì phải rút hết quân Mỹ. Quân các nước phụ thuộc Mỹ về nước, ngừng ném bom miền Bắc không điều kiện, phải tôn trọng hiệp nghị Geneva 1954, công việc của miền Nam do nhân dân miền Nam tự giải quyết, không có sự can thiệp của nước ngoài. Ông Mai Văn Bộ, đại diện Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Paris đã giải thích lập trường bốn điểm của Việt Nam cho ông vụ trưởng vụ chính trị Bộ ngoại giao Pháp rằng đó là cơ sở tốt nhất để tìm ra giải pháp đúng đắn nhất cho vấn đề Việt Nam, chứ không phải là điều kiện tiên quyết ngày 24 tháng4 năm 1965 tổng thư ký liên hợp Quốc u than kêu gọi Mỹ đình chỉ ném bom miền Bắc 3 tháng để đạt tới thương lượng một số nhà khoa học Mỹ yêu cầu chính phủ rút hết mọi sự can thiệp của Mỹ ở châu Á mà khởi đầu bằng việc ngừng ném bom miền Bắc Việt Nam bất chấp dư luận và những đề nghị hợp tình hợp lý của Việt Nam Hoa Kỳ tự cho mình có đầy đủ sức mạnh để áp đặt ý muốn của họ cho dân tộc Việt Nam nên đã bác bỏ tất cả ngày mùng 7 tháng 4 năm 1965 tổng thống mỹ johnson phát biểu tại trường đại học john hopkins bang baltimore bác bỏ những đề nghị những tuyên bố của ta vào quốc tế johnson nói chúng ta sẽ không bị thất bại chúng ta sẽ không rút lui hoặc công khai dưới bóng của một thỏa hiệp vô nghĩa và chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc chiến vẫn tiếp diễn lâu dài điều này chứng tỏ mỹ quyết tâm dùng biện pháp quân sự chống nhân dân việt nam đến cùng tuy nhiên để lừa bịp dư luận thế giới chấn an tinh thần cho nhân dân mỹ cũng trong lời phát biểu tại trường đại học John Hopkins, Johnson đưa ra củ cà rốt một tỷ đô la viện trợ phát triển kinh tế ở đồng bằng sông Cửu Long do Mỹ tài trợ Bắc Việt Nam có thể tham gia, làm như Mỹ cũng có thiện trí hòa bình, hợp tác. Xong, Johnson càng kêu gọi thương lượng, hòa bình thì chiến tranh càng tiếp diễn ác liệt. Chính quyền và quân đội Sài Gòn tiếp tục suy yếu hơn trước. Mỹ lại tìm cách dính líu sâu vào cuộc chiến tranh, thúc ép Thái Lan đưa quân vào Lào, thực hiện câu kết giữa Ngụy Lào và Ngụy Sài Gòn, dùng không quân đánh phá vùng Trung, hạ Lào để cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh, hòng đánh đòn hiểm ác vào cách mạng miền Nam từ hướng Tây. Đối với Campuchia, Mỹ gây sức ép với chính phủ trung lập Sihanouk, buộc nước này chống lại Việt Nam. Âm mưu và hành động của đế quốc Mỹ trên đây là nhằm tạo ra một thế chiến lược mới, chủ động bao vây, cô lập cách mạng Việt Nam ở miền Nam từ đó tạo ra một lực cản mạnh mẽ để trong thời gian ngắn nhất ngăn chặn được sự sụp đổ của chính quyền và quân đội sài gòn trên cơ sở đó mỹ tập trung lực lượng tiến công tiêu diệt chủ lực quân giải phóng miền nam phá chiến tranh du kích tiến hành chương trình bình định nông thôn giành lại quyền chủ động chiến trường đồng thời với việc tăng cường ném bom miền bắc làm kiệt quệ tiềm lực của hậu phương lớn xã hội chủ nghĩa làm lung lay ý chí quyết tâm của đảng chính phủ và nhân dân ta qua đó Mỹ sẽ củng cố vị trí của chúng ở Việt Nam, Đông Dương và Đông, Nam Á, giữ vững vai trò lãnh đạo thế giới tự do. Làm được như vậy, đế quốc Mỹ sẽ chứng tỏ cho thế giới biết sức mạnh hùng hậu và khả năng của Mỹ có thể đè bẹp, tiêu diệt bất cứ cuộc khởi nghĩa và chiến tranh cách mạng nào, gian đe phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân các nước Á, Phi, Mỹ, La Tinh. Ngày 1 tháng 5 năm 1965, tướng Omolen trình lên Nhà Trắng kế hoạch chiến lược ba giai đoạn gọi là chương trình hợp tác gồm ba nội dung tạo thành bảo đảm an ninh, tìm và diệt. Giai đoạn 1. Từ tháng 7 năm 1965 đến tháng 12 năm 1965 đưa nhanh quân Mỹ và quân các nước phụ thuộc Mỹ vào miền Nam để ngăn chặn chiều hướng sụp đổ của chế độ Sài Gòn, bảo đảm an toàn cho những khu vực đông dân cư, gấp rút triển khai lực lượng chuẩn bị cho cuộc phản công giành lại quyền chủ động chiến trường. Giai đoạn 2. Từ đầu năm 1966 đến tháng 6 năm 1966, quân Mỹ và lực lượng đồng minh mở các cuộc hành quân tìm diệt ở những khu vực ưu tiên đã được xác định, tiêu diệt lực lượng chủ lực quân giải phóng, phá các căn cứ du kích, hỗ trợ cho chương trình bình định. Giai đoạn 3. Từ tháng 7 năm 1966 đến giữa hoặc cuối 1967, quân Mỹ và quân các nước phụ thuộc phối hợp với quân của chính quyền Sài Gòn mở các cuộc hành quân tiến công tiêu diệt các lực lượng còn lại của quân giải phóng và các khu căn cứ du kích, hoàn thành về cơ bản chương trình Bình Định. Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá ý nghĩa cơ bản của kế hoạch chiến lược ba giai đoạn của Omolen là đưa cuộc chiến tranh đến tận xứ sở của địch, làm cho kẻ địch không thể tự do đi lại ở bất cứ nào trên đất nước, và giáng cho kẻ địch những đòn thật nặng nề, quan niệm này thay thế cho quan niệm phòng thủ tĩnh tại và chiến lược đóng chốt là chiến lược đòi hỏi ít quân Mỹ hơn. Ngày 17 tháng 7 năm 1965, Tổng thống Mỹ Johnson chuẩn y đề nghị tăng quân lên 44 tiểu đoàn và kế hoạch tìm và diệt của tướng Omolen, ra lệnh triển khai vào Nam Việt Nam 34 tiểu đoàn quân Mỹ gồm khoảng 100.000 quân, số còn lại sẽ đưa tiếp theo. Quyết định này của Johnson đã đưa nước Mỹ vượt qua ngưỡng cửa bước vào cuộc chiến tranh trên đất liền ở châu Á. Đây là bước ngoặt quan trọng đánh dấu quá trình thay đổi đường lối, chính sách leo thang chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở Việt Nam. Từ đây, quân Mỹ đóng vai trò lực lượng chiến lược chủ yếu trực tiếp tiến hành chiến tranh. Chiến lược chiến tranh cục bộ, đỉnh cao của cuộc đụng đầu lịch sử giữa nhân dân Việt Nam với đế quốc Mỹ. Mùa hè 1965, đế quốc Mỹ gấp rút đưa vào miền Nam Việt Nam Lữ đoàn Du-173, Lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 3 và 4 thuộc Sư đoàn 3 Thủy quân lục chiến. Phi đoàn máy bay hải quân số 1 của Lính thủy đánh bộ và Bộ tư lệnh Hậu cần số 1 nâng tổng số quân Mỹ cuối tháng 5 lên 82.000 tên và tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn Hoàng gia Australia tháng 6 năm 1965. Hành động đầu tiên trên bộ của Mỹ ở miền Nam là dùng lữ đoàn dù 173 phối hợp với quân Australia càn quét phía Tây Bắc Sài Gòn từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6 năm 1965. Trước đó, ngày 18 tháng 6 năm 1965 Mỹ dùng 27 lần chiếc máy bay B52 ném bom giải thảm bến cát, Đông Nam Bộ. Máy bay B52 được Mỹ đánh giá là vũ khí lợi hại nhất đã bay thử tại Mỹ ngày 16 tháng 4 năm 1952. Từ đó đến 1965, máy bay B52 chưa được sử dụng ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng loại vũ khí chiến lược có tính chất hủy diệt trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam trước khi lữ đoàn dù 173 mở cuộc hành quân tìm diệt đầu tiên vào vùng Bến Cát, thì ngày mùng 1 tháng 6 năm 1965 Mỹ tổ chức cuộc họp ở Honolulu bàn kế hoạch gây sức ép tối đa về quân sự, mà đỉnh cao là dùng không quân tiến công miền Bắc Việt Nam và tăng quân Mỹ vào miền Nam theo yêu cầu của Omolen. Hầu hết các thành viên tham gia hội nghị đều tỏ ra lo ngại và chán trường về kết quả các cuộc ném bom, cho nên cuộc họp không có kết luận vì không giải quyết được các vấn đề chủ yếu đụng phải trong chiến tranh trong khi đó tổng thống johnson yêu cầu bộ ngoại giao và bộ quốc phòng soạn thảo ngay kế hoạch hành động mới của mỹ ở việt nam kết hợp quân sự với chính trị chống lại một cách hữu hiệu chính phủ việt nam dân chủ cộng hòa và mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam chính phủ mỹ còn cử các nhân vật cao cấp đến nam triều tiên tân tây lan new zealand australia philippines thái lan indonesia vận động các nước này ủng hộ chính sách chiến tranh của Mỹ và đưa quân sang Nam Việt Nam. Ý đồ thâm độc của Washington là tìm cách quốc tế hóa cuộc chiến tranh Việt Nam để đỡ bớt gánh nặng cho Mỹ, qua đó khẳng định sự ủng hộ quốc tế đối với Mỹ trong cuộc chiến tranh, thực chất là sự ủng hộ của các nước phụ thuộc Mỹ. Kết quả là Nam Triều Tiên, Australia, Philippines, Thái Lan, Tân Tây Lan đồng tình với Mỹ, gửi quân sang Nam Việt Nam. Vào những ngày tháng 6 nóng bỏng, các đơn vị quân mỹ và quân các nước phụ thuộc đã vào miền nam hối hả triển khai chiến lược đóng chốt ở phú bài đà nẵng chu lai bồng sơn và vũng tàu nhưng tình hình quân sự chính trị của mỹ và sài gòn ở miền nam vẫn không có gì sáng sủa hơn trước chính quyền sài gòn do bản chất phản động đại diện cho giai cấp địa chủ tư sản mại bản thân mỹ luôn luôn lục đục tranh giành quyền bính làm cho bộ máy lãnh đạo do mỹ dựng lên vốn đã ốm yếu càng suy yếu thêm dù vậy Mỹ vẫn phải dựa vào chính quyền tay sai bản xứ. Nòng cốt là nhóm quân nhân trung thành ủng hộ các chính sách của Mỹ mới có thể che giấu được bộ mặt xâm lược của chúng, hòng lừa bịp nhân dân Mỹ và tránh sự lên án của thế giới. Vì thế, cùng với việc đưa ồ ạt quân Mỹ và quân các nước phụ thuộc Mỹ vào miền Nam Việt Nam, chính quyền Washington ủng hộ nhóm tướng trẻ Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ lật đổ chính phủ dân sự Phan Khắc Sửu, Phan Huy Quát bằng cách gây sức ép buộc bọn này phải từ chức. Ngày 11 tháng 6 năm 1965, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, các tướng lĩnh quân đội nhóm họp tại dinh độc lập chấp nhận từ chức của Phan Khắc Sửu, Phan Huy Quát và cử Thiệu, kỳ điều hành tạm thời cho đến khi thành lập chính phủ mới. Ngày 14 tháng 6 năm 1965, Ủy ban lãnh đạo quốc gia chính thức được thành lập do Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu làm chủ tịch, Nguyễn Cao Kỳ làm ủy viên phụ trách điều khiển hành pháp. Ngày 19 tháng 6 năm 1965, Sài Gòn thành lập nội các chiến tranh gồm Ủy ban lãnh đạo quốc gia do Nguyễn Văn Thiệu đứng đầu, Ủy ban hành pháp trung ương, chính phủ do Nguyễn Cao Kỳ làm chủ tịch. Như vậy, bằng các biện pháp khéo léo không gây những chấn động lớn, Washington đã lập được một chính quyền quân sự tay sai ở Sài Gòn trung thành với Mỹ, tạm thời tạo được thế ổn định về chính trị để Mỹ tiếp tục đưa quân chiến đấu vào miền Nam Việt Nam, tiến hành chiến tranh và tăng cường đánh phá miền Bắc Việt Nam. Quyết giành thắng lợi bằng quân sự Đế quốc Mỹ đã đẩy nhanh việc đưa ổ ạt quân Mỹ, quân các nước phụ thuộc Mỹ vào miền Nam nước ta. Từ tháng 7 đến cuối năm 1965, các sư đoàn bộ binh 1, Anh cả đỏ, sư đoàn kỵ binh không vận 1, lữ đoàn 1 thuộc sư đoàn kỵ binh không vận 101, Thiên thần mũi đỏ, lữ đoàn 3, sư đoàn bộ binh 25, Tia chớp nhiệt đới, trung đoàn kỵ binh thiết giáp 11 cùng hàng vạn tấn phương tiện chiến tranh hiện đại ùn ùn đổ vào miền Nam Việt Nam. Tính đến tháng 12 năm 1965, tổng số quân chiến đấu Mỹ có mặt ở Nam Việt Nam lên đến 184.314 tên, gồm 3 sư đoàn, 6 lữ đoàn và trung đoàn cùng 2 phi đoàn máy bay chiến đấu chiến thuật số 3 và 12, lực lượng hải quân đặc nhiệm 115, 116 tuần tra kiểm soát vùng duyên hải và trên sông. Quân các nước phụ thuộc Mỹ có 20.500 tên gồm sư đoàn bộ binh mãnh hổ, lữ đoàn lính thủy đánh bộ rồng xanh Nam Triều Tiên, tiểu đoàn 1 Trung đoàn Hoàng gia Australia, đại đội pháo binh New Zealand, Tây Ban Nha, Đài Loan cũng đưa sang Nam Việt Nam 43 cố vấn quân sự và chuyên gia giúp Mỹ. Quân chủ lực Sài Gòn có 520.000 tên biên chế thành 10 sư đoàn và 5 trung đoàn. Hạm đội 7, hạm đội hùng hậu nhất của Hải quân Mỹ được mệnh danh Chúa tể Đại Dương trước kia hướng hoạt động của nó ở Đông Bắc Á, nay tập trung hướng hoạt động vào vùng biển Đông, Nam Á mà trọng điểm là Việt Nam, cùng hàng vạn lính Mỹ đóng ở Thái Lan. Philippines, đảo Okinawa, đảo Guam, đều được sử dụng trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Mùa xuân 1965, Bộ Chỉ huy Mỹ ở Nam Việt Nam gấp rút triển khai lực lượng chiếm đóng các vị trí then chốt có ý nghĩa chiến lược, sẵn sàng mở cuộc phản công giành lại thế chủ động chiến trường. Sư đoàn một lính thủy đánh bộ là đơn vị được thành lập sớm nhất của quân đội Mỹ năm 1775, là đội dự bị chiến lược ở Thái Bình Dương, Sư đoàn ba lính thủy đánh bộ là đơn vị có nhiều thành tích ở Viễn Đông, giỏi về đổ bộ, mở rộng nhanh khu vực tác chiến tiến công, phát huy uy lực mạnh và hiệu quả ở chiến trường ven biển, cùng với lữ đoàn một kỵ binh không vận thuộc sư 101 được bố trí ở Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài, Phan Giang, có nhiệm vụ bảo đảm an ninh vùng chiến thuật y và sẵn sàng đối đầu với khối chủ lực cơ động của quân đội nhân dân Việt Nam sư đoàn kỵ binh không vận số một còn gọi là sư đoàn kỵ binh cơ động đường không thành lập ngày mùng 1 tháng 7 năm 1965 theo sáng kiến của McNamara do yêu cầu của cuộc chiến tranh Việt Nam. Biên chế sư đoàn gồm 15.787 sĩ quan, binh lính, được trang bị 434 máy bay lên thẳng, 1.600 xe các loại, tiêu biểu cho sức mạnh cơ động tập kích mãnh liệt, chớp nhoáng, có thể đổ quân bất cứ nơi nào chúng muốn mà không cần chuẩn bị vào miền Nam tháng 9 năm 1965, sư đoàn kỵ binh không vận số một lên An Khê chiếm giữ một địa bàn chiến lược quan trọng để tiến công tiêu diệt, đẩy lùi hoặc khống chế lực lượng cách mạng ở Tây Nguyên, khu V và miền Trung Đông Dương, đồng thời sẵn sàng cơ động trên chiến trường toàn miền Nam khi nhiệm vụ đòi hỏi. Lữ đoàn dù 173, đơn vị cơ động chiến lược của quân đội Mỹ, vào miền Nam tháng 5 năm 1965 đóng tại Bồng Sơn, Bình Định, sau đó vào Biên Hòa, cơ động tác chiến trên toàn chiến trường như những lực lượng xung kích ứng cứu nhanh. Sư đoàn Bộ binh 1, Anh Cả Đỏ, thành lập năm 1917 đã từng lập công lừng lẫy trong hai cuộc chiến tranh thế giới, sang Nam Việt Nam tháng 7 năm 1965 được bố trí ở Dĩ An, Biên Hòa, Hớn Quản, Phước Vĩnh, Bình Long, Lai Khê, Bình Dương là đơn vị mạnh nhất của lục quân Mỹ, cơ động chiến đấu trên toàn Nam Bộ. Lữ đoàn 3 thuộc sư đoàn bộ binh 25, tia chớp nhiệt đới đóng ở con tum các đơn vị australia nam triều tiên và một số đơn vị binh chủng kỹ thuật mỹ được bố trí ở bà rịa vũng tàu khánh hòa bình định quảng ngãi và chu lai quảng nam bằng cách bố trí lực lượng như trên mỹ đã lập được một tuyến bàn đạp ven biển từ quảng trị đến vũng tàu kết hợp chặt chẽ với những điểm chốt lớn cỡ lữ đoàn sư đoàn nằm sâu trong nội địa nam việt nam tạo thành các tuyến phòng ngự vững chắc theo chiều dọc bắc nam trong đó hình thành những cụm phòng ngự mạnh là những căn cứ bàn đạp cho các cuộc hành quân tìm diệt của quân Mỹ cũng như quân Nam Việt Nam. Cách bố trí này thể hiện rõ sự phân tán lực lượng của Mỹ do tác động của cuộc chiến tranh nhân dân Việt Nam phát triển cao. Các tuyến bảo đảm hậu cần cho quân Mỹ và đồng minh của Mỹ được tổ chức theo phương hướng phục vụ yêu cầu cuộc chiến tranh cục bộ quy mô lớn. Mỹ cấp tốc xây dựng 7 sân bay, 8 quân cảng lớn, hàng trăm sân bay, bến cảng vừa và nhỏ ở miền Nam và hàng chục sân bay, quân cảng lớn ở Thái Lan, Nhật Bản, Philippines, Đài Loan. Ngoài các căn cứ đầu cầu tiếp vận lớn, Mỹ xây dựng ở mỗi tỉnh từ 1 đến 2 sân bay bảo đảm cho máy bay vận tải C-130 cất, hạ cánh và hàng chục sân bay giã chiến dùng cho máy bay lên thẳng. Đáng chú ý là tháng 12 năm 1965, Hải quân Mỹ được lệnh đưa tàu sân bay Intech trọng tải 75.700 tấn, chứa từ 80 đến 100 máy bay vào tham chiến. Đây là lần đầu tiên tàu sân bay chạy bằng năng lượng nguyên tử được Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Với lực lượng đông, tinh nhuệ và hiện đại, Vechler, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân bảo đảm với Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng McNamara không có lý do gì chúng ta, Mỹ, lại không thể thắng nếu đó là quyết tâm của chúng ta. Những nhân vật diều hâu trong giới cầm quyền Mỹ tin tưởng một cách tự mãn rằng cùng lắm trong vòng 18 tháng, cuối năm 1966, Mỹ sẽ chiến thắng lúc đó việt cộng và hà nội sẽ phải chịu thua chấm dứt kháng chiến và trên bình diện thế giới chúng ta mỹ sẽ chứng minh được cho các dân tộc thấy rằng chiến tranh cách mạng không đem lại kết quả gì cuộc khởi nghĩa nào cũng có thể bị tiêu diệt do bản chất của chủ nghĩa đế quốc quy định các nhà vạch chiến lược mỹ coi số lượng binh lính vũ khí vật chất trang bị chiến tranh là nhân tố quyết định